Đây là cái tool giúp mình có thể là hạn chế được cái việc chết test, thậm chí là trong cái quá trình chạy là cái test của mình nó có bị chết đi chăng nữa thì cái game của mình vẫn sẽ hoạt động và nó sẽ không bị tắt ha. Ngoài ra một cái ưu điểm nữa ấy, là khi mà lên game bằng cái tool này thì cái game của mình nó sẽ hoạt động luôn và mình sẽ không phải mất cái thời gian đợi duyệt. Nó giúp các bạn có thể là beat ngân sách lớn nhanh chóng ha. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ cần chuẩn bị một cái con Via, nó bị vô hiệu hóa cái tính năng thanh toán cho người dùng này. Đó, viên này các bạn có thể mua hoặc các bạn ẹt thẻ ảo vào trong con Via cho nó chết đi ha. Sau đó ấy, là các bạn vô đó, các bạn tạo, các bạn lên game như bình thường đó. Rồi ở đây mình ví dụ mình lên game tin nhắn như bình thường ha. Rồi mình sẽ lên game như, bình thường thôi, không có cái vấn đề gì cả. Rồi chọn bài viết lên game thôi. Giờ mình sẽ đăng cái game này ở trên con Via bị đai một cái phương thức thanh toán ha. Rồi bây giờ mình đăng như bình thường. Rồi sau khi đăng hay xong thì mình sẽ vô lại cái phần là quảng cáo này ha. Mọi người có thể thấy ở đây là nó sẽ chờ mình tải lại thì nó sẽ đang xử lý ha. Thì mọi người đợi một lúc cho cái quảng cáo này nó bị tắt đi ha. Đó, nó tắt do cái phương thức thanh toán nó bị đai. Đó. Sau khi cái quảng cáo của mình ấy nó hay bị tắt do cái tính năng thanh toán nó bị hạn chế ha, thì các bạn share cái tài khoản này này sang cho một cái con Via, có thể là lên game bình thường ha. Bạn bật cái game này lên. Rồi, thì sau khi bật lên ấy thì game này ấy, nó sẽ hoạt động luôn mà không cần xét duyệt. Đó, và trong cái quá trình chạy đó thì nó sẽ hạn chế được cái việc chết kết, kể cả đang chạy mà chết ấy thì cái game này nó vẫn sẽ hoạt động như bình thường. Chúc mọi người làm thành công nhé.